3 câu nói giúp bạn chữa lành tâm hồn, thay đổi cuộc đời, sống khôn ngoan hơn. Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bài chia sẻ trên kênh sách Nói Minh Triết. Quý vị và các bạn thân mến, sống ở đời, cổ nhân dạy rằng, nhân sinh bất thị danh tại khởi điểm giã, bất thị danh tại trung điểm, nhi thị danh tại chuyển liệt điểm, tức là đời người không thắng lợi ở điểm khởi đầu, cũng không thắng lợi tại điểm kết thúc, mà nằm ở những bước ngoặt quan trọng trên đời. Không có con đường thẳng tắp, cuộc đời con người cũng như vậy. Chúng ta từ khi sinh ra, lớn lên, trưởng thành đến tuổi trung niên, và cuối cùng ắt phải rời đi, chính là đang bước trên một con đường dài, quanh co, khúc quanh, liên tiếp qua một bước ngoặt nào đó, chúng ta sẽ đột nhiên trưởng thành. Rồi trong một bước ngoặt tiếp theo, chúng ta lại thêm giác ngộ, chợt hối hận về những gì mình đã bỏ qua, cũng biết cảm kích những gì đã đạt được. Và sau đây chính là 3 câu nói được coi là bước ngoặt, giúp thay đổi nửa đời sau của bạn. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng sách Nói Minh Triết lắng nghe và suy ngẫm qua bài chia sẻ ngay sau đây. Câu nói thứ nhất, từ bi phải có uy nghiêm, nhẫn nại phải có chừng mực. Làm kiếp người ở thế gian, nếu quá thiện lương thì dễ bị lợi dụng, nếu quá khoan dung dễ bị bắt nạt. Trời đất vốn có đạo trung dung, vậy nên tất cả mọi thứ trên đời, kể cả thiện và nhẫn cũng cần cân bằng cho vừa đủ. Một từ bi phải có uy nghiêm. Từ thuở tấm bé, ai trong chúng ta cũng đều được giáo dục rằng hãy nuôi dưỡng một tâm tính thiện lương, một trái tim nhân hậu để đối đãi với người khác. Nhưng cuộc sống rất phức tạp, lòng tốt không phải lúc nào cũng được ghi ân và đền đáp. Đôi khi làm việc tốt một cách vô nguyên tắc, không những không có kết cục tốt, mà lại còn chưa mời nhiều rắc rối, thậm chí là tiếp tay cho cái ác, rồi dẫn đến tấn thảm kịch. Triết gia Emerson đã từng nói rằng, lòng tốt cũng cần có lý trí, nếu không nó sẽ chẳng có tác dụng gì cả. Thiện lương trong vô minh có thể dẫn động lòng tham của người khác, kẻ xấu từ đó mà lạm dụng sơ hở để trục lợi cá nhân, làm ra nhiều điều sằng bậy. Nếu sự từ bi không có chừng mực, thì bất cứ ai cũng không có kiêng nể gì. Người xấu cứ vậy mà thỏa sức phóng túng cái ác. Lòng tốt của con người thật sự rất đáng trân quý, vì vậy nên hãy để dành nó cho người thật sự xứng đáng có được. Chính vì vậy, khi xuất tâm giúp đỡ người khác, cần minh bạch, phân biệt được thiện và ác, tốt và xấu, để mai này có thể sống một cách vô tư, hào sảng mà không phải áy náy lương tâm vì sự mù quáng của bản thân. Người Á Đông chúng ta có một loại tâm là tâm cả nể. Cái nhân tâm đó khiến cho chúng ta hay sợ mất lòng người khác. Tuy nhiên, trước mọi việc cần xét xem điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Chúng ta không thể chỉ vì làm hài lòng người khác mà tiếp tay làm những điều lầm lỗi, bất chấp luân thường đạo lý. Tích xưa có kể Tăng Quốc Viên là một vị văn sĩ. Từ bé ông đã được giáo dục bằng triết lý của Nho gia, nên khi lớn lên ông rất mực nhân từ và coi trọng phẩm hạnh. Dù xuất thân là văn sĩ, nhưng triều đình lại cất nhắc ông là một vị võ tướng, quanh năm dẫn quân đi chinh chiến, dẹp loạn. Trên chiến trường ác liệt, ông vẫn giữ nguyên thiên tính tốt đẹp của mình, lấy thiện đãi người và từ bi với vạn vật. Với những người tốt thì ông nâng đỡ, với kẻ xấu ông vẫn độ lượng khoan dung. Nhưng sự dã tâm của quân thủ đâu phải vì ông tha mạng cho chúng mà chúng sẽ không tàn sát quân của ông. Điều này đã khiến Tăng Quốc Phiền vô cùng phiền não. Thấy vậy, một người bằng hữu và sinh ra tử trên chiến trường đã nói với ông rằng, hãy giữ cho mình tấm lòng từ bi như Bồ Tát, nhưng khi gặp kẻ mười ác bất xá thì phải quyết liệt và uy nghiêm như sấm sét, tuyệt đối không được dung tha. Nghe xong, Tăng Quốc Phiền như bừng tỉnh. Về sau, ông đã lấy câu nói ấy của vị bằng hữu để nhắc nhở mình, quy chính lại. Thế nào sự thiện lương chân chính? Từ bi là cảnh giới của thần Phật, nhưng ngay cả các đấng sinh mệnh tối cao cũng có nộ mộc kim cang. Thần Phật cũng chỉ cứu độ những người xứng đáng và còn có tâm ngộ đạo, đồng thời các ngài trừng trị cái ác và đề cao cái thiện, tuyệt đối bất dung với những kẻ không điều ác nào không dám làm. Chính vì vậy, lương thiện và từ bi cũng cần phải có uy nghiêm. Đừng bao giờ nhân danh từ bi mà biến mình thành kẻ dung túng cho cái ác. Câu nói thứ hai, nhẫn phải có chừng mực. Có một vị pháp sư nói rằng, nhẫn nại có thể tiêu trừ vô số tai họa, cũng như không bao giờ phải hối tiếc. Người xưa cũng có câu, một sự nhịn bằng 9 sự lành. Tất cả đều ngụ ý con người phải biết sống nhẫn nhường. Nhẫn nhịn nhẫn, một chút sóng yên gió lặng lùi một bước biển rộng trời cao. Đó chính là phong thái của bậc đại trượng phu mà cổ nhân xưa cực kỳ tôn trọng.
đối với những sự việc sai lầm nhưng chưa phạm đến các chuẩn tắc đạo đức hay điểm giới hạn cuối cùng, thì làm người vẫn nên khoan dung, độ lượng, thậm chí dùng nhẫn để người khác có cơ hội sửa đổi và nhận ra lỗi lầm. Tuy nhiên, khi đối mặt với những vấn đề đã vi phạm đến phẩm hạnh đạo đức, thì cần quyết đoán rõ ràng. Ví dụ các hành động tàn bạo, thương thiên hại lý như giết người, cướp của, tà dâm, bạo hành, nếu nhẫn nhịn chính là tạo điều kiện cho nó tiếp diễn, im lặng cũng tức là dung túng cái ác, càng nhượng bộ thì cái ác sẽ càng lấn tới và người tốt ấy sẽ bị bức hại cho đến đường cùng. Xưa kia có một học trò từng hỏi Đức Khổng Tử, thưa thầy, có thể lấy đức báo oán được không? Khổng Tử đã từ tốn mà trả lời rằng, vậy thì lấy gì mà báo đức? Hãy lấy sự ngay thẳng chính trực mà báo oán, và lấy đức mà báo đức. Như vậy, Khổng Tử đã trả lời rất nhân văn và rất có đạo lý cho câu hỏi mà đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự. Đại ý ông cho rằng nếu ai đó làm tổn hại đến bạn, nhưng bạn lại lấy đức để cảm hóa thì chưa chắc người đó đã hiểu được bạn đang làm gì, vì giữa họ và bạn không cùng một cảnh giới. Vì vậy, đối với những người xấu làm tổn thương bạn, hãy ngay thẳng chỉ ra điều sai, chứ đừng mãi im lặng rồi dung túng cho họ. Hãy thử tưởng tượng bạn sẽ không bao giờ biết được cảm giác bị kim châm đau đến thế nào nếu bạn chưa bao giờ nếm trải. Thuận theo cái lý này, hãy để cho kẻ xấu trải nghiệm khổ đau, thì họ mới thật sự nhận ra cái sai và thành tâm sám hối. Đừng ngại rằng điều đó sẽ làm bạn xấu, dẫn đi. Chỉ cần việc bạn làm xuất phát từ cái thiện tâm chân chính, mong muốn giúp họ tốt hơn chứ không phải cố tình phương hại họ là được rồi. Làm người mà sống biết trước biết sau, cương nhu hợp lúc, nhẫn nại đúng mực thì quả là may mắn. Chính vì vậy hãy ghi nhớ những điều sau: khi đang yên bình thì không khuấy động thị phi, nhưng khi gặp rắc rối thì bình thản đối diện, không vì sợ hãi mà trốn tránh thị phi hay im lặng cho qua chuyện. Đó không phải là sự nhẫn nại chân chính, mà chỉ là sự mua cảm giác an toàn cho bản thân mình. Lúc cần từ chối thì tuyệt đối không nên mềm lòng, lúc cần nhượng bộ thì phải biết khoan dung. Câu nói thứ ba: thông minh quá hóa mệt mỏi, ngốc một chút để lòng an nhiên. Sống ở đời, tính toán so đo nhiều quá, tâm trạng dễ u sầu, suy nghĩ nhiều quá, dễ mẫn cảm, đa nghi, trong lòng chất chứa nhiều suy nghĩ tiêu cực, tâm trạng dễ suy sụp, làm người ngốc một chút mới vui vẻ an nhiên. Một kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Người xưa có câu chịu thiệt là phúc, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Khờ khạo một chút cũng không phải nói rằng chỉ số thông minh thấp hoặc là người chậm hiểu, mà là đối với nhân sinh có một phần thấu hiểu, một phần thản nhiên, có thể coi nhẹ đúng sai, thắng thua và được mất, cơ hội tới thì gắng sức tranh thủ, làm cho thật tốt. Đối với những thứ không thể đạt được thì có thể mỉm cười cho qua, tình cảm không thể với tới được thì cũng có thể buông bỏ nhẹ nhàng. Những người ngốc nghếch như vậy, lòng dạ sẽ càng rộng rãi, cũng dễ dàng thỏa mãn tâm tình khoáng đạt. Làm người ngốc nghếch một chút, không đi so đo, thì cuộc sống càng tự tại. Làm người ngốc nghếch một chút thực ra vẫn tốt hơn quá tính toán, sẽ mệt chính mình. Với người tham món lợi nhỏ suốt ngày so đo tính toán, kẻ ngốc cũng không ngại mà nhượng lại họ vài phần. Với người ham sĩ diện bề ngoài, cũng không ngại mà khen ngợi họ vài câu. Với những người thích a dô nịnh hót, thì yên lặng rời xa, không để ý tới nữa. Làm người ngốc một chút sẽ không bao giờ thiệt thòi. Con người ngày nay không ai chịu chấp nhận thua thiệt và luôn có xu hướng muốn chứng minh, thể hiện, luôn muốn phô bày những gì mình thông thạo, muốn tính toán chi li thiệt hơn. Nên nếu có thể thực sự làm được một người hồ đồ không toan tính mà vẫn thấy hài lòng, thì mới là khó nhất. Hạnh phúc kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần hiểu được tiến lùi. Có những người nhìn không thuận mắt thì không để ý tới nữa. Có chút lý lẽ nói không rõ ràng thì thôi không giải thích nữa. Có chút tư tưởng nghĩ không thông thì thôi không cần vướng bận. Không tranh giành là một loại trí tuệ, cũng là một loại từ bi. Buông tha chính mình, cũng buông tha người khác. Làm người ngốc một chút kỳ thực cũng không có chút gì là thiệt thòi. Không yêu cầu quá nhiều đối với người thân thì gia đình sẽ hòa thuận. Không tranh chấp quá nhiều với người yêu thì tình cảm mới bền lâu. Hạnh phúc không cùng bạn bè tính toán chi li thì tình bạn càng thêm vững chắc. Xưa này có bao nhiêu người thông minh quá lại bị thông minh hại. Làm người ngốc một chút, học cách khiến cuộc sống của mình trở nên vui vẻ. Không nóng vội mưu cầu, không so đo quá nhiều, bạn mới có thể cảm nhận được niềm vui thực sự trong cuộc sống. 3.
làm người cảnh giới cao nhất chính là giống như kẻ khờ. Trong cuộc sống ồn ào náo nhiệt, kẻ đến người đi, kẻ qua người lại, ai là người thông minh lịch thiệp, ai là kẻ ngốc nghếch khạo khờ, phải chăng thoáng nhìn qua là biết. Không đơn giản như mọi người nhìn nhận đâu. Thực ra thì những người bị xem là ngốc đó rất có thể lại là người ở trạng thái trí tuệ đỉnh cao. Chúng ta cùng tìm hiểu xem về trí tuệ thâm sâu của người hồ đồ là như thế nào. Có một cậu bé người Mỹ tên Winston. Cậu thật nhìn rất khờ khạo, do đó rất nhiều người trong thị trấn thích đùa với cậu giống như là nhân vật hề mua vui cho mọi người. Một ngày nọ, bạn cùng lớp của Winston cầm trên tay $1 và một đồng 5 sen. Giờ hỏi Winston là chọn đồng tiền nào, cậu bé Nguyên Sơn lúc đó đã không cần suy nghĩ mà trả lời ngay tớ chọn đồng 5 sen. Bạn học cười khoái chí, ha ha, cậu ấy không chọn $1 mà lại chọn đồng 5 sen. Sau đó, tất cả học sinh trong trường đã lan truyền nhau chuyện cười này cậu bé Winston nhất bậc chọn đồng 5 sen chứ không chọn đồng $1. Rất nhiều người đã không tin sao Winston lại ngốc đến vậy. Họ đã đem tiền đến trước mặt Winston để kiểm nghiệm, nhưng lần nào cũng nhận được cùng một kết quả. Mỗi lần cậu đều nói tớ muốn 5 sen. Tất cả học sinh của trường đều dùng cách này để kiểm tra, và sau đó mỗi người rời đi với nụ cười của sự hài lòng. Cuối cùng câu chuyện đã đến tai của thầy giáo. Ở trước mặt Nguyên Sơn, thầy giáo hỏi, chẳng lẽ trò không phân biệt được giá trị lớn nhỏ của đồng $1 và đồng 5 sen sao? Trò Winston đáp, đương nhiên là trò biết rõ ạ. Nếu như trò chọn đồng $1 thì sẽ không có nhiều người mang tiền đến để thử như vậy. Trò cũng không thu được lợi nhuận từ đồng 5 sen. Người thầy nghe xong như bừng ngộ ra một đạo lý lớn. Winston không đạt sự thông minh và món lợi nhỏ, mà suy nghĩ về cái ngốc của người thông minh. Khoảng 45 năm sau, ông đã trở thành Tổng thống thứ 28 của nước Mỹ. Winston, Tổng thống Golden Winston, vị Tổng thống thứ 28 của nước Mỹ đảm đương chức vụ trong 2 nhiệm kỳ. Nếu để ý và quan sát con người ngày nay, hẳn chúng ta sẽ nhận ra xã hội có tồn tại rất nhiều người thông minh. Họ phán đoán, suy nghĩ của người khác một cách nhanh chóng và không bao giờ bị mắc lừa. Họ tính toán chi li, so đo từng chút để làm sao không thua thiệt, không bị người lừa gạt. Nhưng họ đã quên câu thông minh quá dễ bị thông minh lại không tốt. Nếu chứng kiến trực tiếp những việc người thông minh làm, chúng ta sẽ phát hiện bởi vì quá thông minh nên người này thường bị người khác phòng bị. Kỳ thực thông minh cũng không phải là xấu. Tuy nhiên đôi khi trong cuộc sống lại cần người ta ngốc nghếch một chút mới tốt hơn. Thế làm được người thông minh giả ngốc cũng quả không dễ dàng. Đôi khi chúng ta trong cuộc sống thì ngốc một chút mới tốt. Cho nên người xưa cho rằng người thông minh nhưng giả ngốc mới là đạo xử thế của nhà thông thái. Giả thiếu hiểu biết khiến mọi việc được tiến triển thuận lợi hơn. Biểu hiện của ngốc nghếch ở người thông minh chính là một loại trạng thái bình tĩnh. Không hiểu cái đạo lý của người đại ngốc thì khó thành tựu đại sự. Phú Bật thời Bắc Tống, khi còn trẻ ông đang đi bộ trên đường phố Thành Lạc Dương, thì bỗng nhiên có một người mắng chửi ông. Một người đi đường đã ghé tai Phú Bật mà nói nhỏ, chàng trai trẻ, có người đang mắng chửi cậu kia. Phú Bật nghe xong liền nói, hình như là mắng người khác đó. Người đó lại nói, người ta còn gọi tên của cậu mà chửi đó. Phú Bật suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ là mắng người khác, rất có thể người đó trùng tên họ với tôi. Sau đó, người mắng chửi Phú Bật nghe được phản ứng của ông nên thấy rất hổ thẹn, đến xin lỗi. Phú Bật ngay từ khi còn trẻ đã biết cái đạo của người ngốc, đủ cho thấy sự thông minh cơ trí của ông. Có vị trí giả nói, nếu như trên đường phố có người bỗng dưng mắng chửi anh ta cũng không ngoái đầu nhìn, bởi vì anh không muốn biết người mắng mình là ai. Đời người quá ngắn ngủi và quý giá, việc cần làm lại quá nhiều, sao phải vì điều đó mà chịu lãng phí thời gian. Vị trí giả này cũng giống với Phú Bật, họ hiểu cái cốt lõi của lý làm người ngốc mới khó. Kỳ thực học được trí tuệ của người đại ngốc, nghĩa là không để tâm vào những chuyện vụn vặt, không muốn tìm câu trả lời đối với chuyện còn con, không so đo chi li. Lùi một bước, biển rộng trời cao, mọi sự việc đều theo thời gian mà được làm sáng tỏ, hoặc là chống từ từ trở nên mờ nhạt, hoặc hóa giải từ từ và sẽ có được câu trả lời đúng đắn. Làm người cảnh giới cao chính là giống kẻ khờ, rõ ràng cái gì cũng biết nhưng lại biểu lộ giống như kém cỏi. Loại người này không thích khoa trương, không tỏ ra tài trí hơn người, luôn bình dị gần gũi. Như vậy trái lại lại được mọi người yêu thích. Câu nói thứ ba, đời người lấy tiền bạc làm trung tâm sẽ thống khổ, lấy khoan dung đối đãi thì hưởng phúc.
mỗi chúng ta ai cũng từng oa oa cất tiếng khóc chào đời để đến thế gian. Nhưng cho đến cuối cùng, dù muốn hay không, chúng ta cũng vẫn phải rời xa thế giới này. Cuộc sống cứ không ngừng tiếp diễn, và mọi sự đều diễn biến theo những rung động trong tâm hồn mỗi người. Cả đời con người sống cũng chẳng hề dễ dàng, dẫu cay đắng, ngọt bùi hay bi, hoan, ly, hợp, dù muốn hay không thì cuộc sống vẫn như dòng sông dài chảy mãi vậy. Nên trong những năm tháng có mặt trên cõi đời này, hãy trải nghiệm và sống trọn vẹn với cảm xúc thực và con người thực như mình mong muốn. Sống chỉ vì làm người khác vui lòng, chi bằng khiến bản thân được hạnh phúc, có thể sống mơ mộng với tình yêu đắm say. Dẫu cuộc sống bao khốn khó, sống chân tình giữa thế giới lạnh lùng mới là điều vô giá của mỗi người. Một con người sống vì điều gì, lối sống khác nhau sẽ mang đến những mảnh đời khác nhau. Nếu cuộc sống lấy tiền bạc làm trung tâm, người sẽ rất thống khổ. Nếu cuộc sống lấy con cái làm trung tâm, người sẽ rất mệt mỏi. Nếu cuộc sống lấy tình yêu làm trung tâm, người sẽ rất bi thương. Nếu cuộc sống lấy sự so sánh làm trung tâm, người sẽ rất sầu khổ. Nếu cuộc sống lấy sự khoan dung làm trung tâm, người sẽ rất hạnh phúc. Nếu cuộc sống lấy sự biết ơn làm trung tâm, người sẽ rất lương thiện. Hai khi thực sự phải nằm trên giường bệnh, ta mới hiểu ra cuộc sống cần biết bao tình người ấm áp. Có lẽ lúc này sẽ có rất nhiều người lo lắng cho bạn. Cha mẹ là người nuôi bạn lớn khôn từng ngày, cũng là người lo lắng cho bạn nhất. Người bạn đời đầu ấp vai kể của bạn cũng chẳng thể hạnh phúc khi phải chứng kiến cảnh bạn nằm bẹp trên giường bệnh. Đồng nghiệp cũng thấy trống trải vì chiếc ghế bên cạnh mình chỉ còn là một khoảng trống không. Các bác sĩ ngày đêm theo dõi bệnh tình và tìm cách chữa trị để bạn có thể sớm khỏe lại và trở về mái nhà thân yêu của mình. Lúc này, sự tức giận và kiêu ngạo của bạn hoàn toàn tiêu tan, thay vào đó là khát khao yêu thương và hơi ấm của tình người. Vậy nên nhất định phải chăm sóc tốt bản thân mình. Điều quan trọng nhất chính là sức khỏe. Có sức khỏe, bạn mới có thể báo hiếu cha mẹ, chăm sóc cho người bạn đời và những đứa con thơ. Có sức khỏe, bạn mới có thể làm việc và tận hưởng và tìm cách cảm ơn cuộc sống. Ba, bản thân không nỗ lực thì không ai có thể cho bạn một cuộc sống mình mơ ước. Khi bạn mệt sẽ có rất nhiều người nói với bạn rằng nếu thấy mệt thì hãy nghỉ ngơi một chút, đừng quá lao tâm lao lực làm chi. Khi bạn ốm sẽ có rất nhiều người nói với bạn rằng hãy uống chút thuốc. Khi điện thoại di động của bạn bị hỏng sẽ có rất nhiều người nói với bạn hỏng rồi thì thay cái khác. Khi bạn gặp khó khăn sẽ có rất nhiều người nói không hề gì. Nhưng cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn. Những người thực sự có thể giúp bạn thì có mấy người. Ai nấy đều có gia đình. Trên có cha mẹ già. Dưới có vợ con cần chăm sóc và vô số việc bận lòng. Nên ngoài những lời động viên và sự đồng cảm, dẫu muốn là họ cũng khó có thể chu cấp cho cuộc sống của bạn. Bạn vẫn phải đứng trên đôi chân mình, tự lo liệu cho cuộc sống của mình. Nếu bạn không nỗ lực thì không ai có thể cho bạn cuộc sống bạn mơ ước. Có một vài việc, nếu nghĩ thông suốt thì bạn sẽ hiểu ra rằng trên đời này người gắn bó với bạn chính là bản thân mình. Bạn đau thì chỉ làm bản thân đau, bạn mệt thì sẽ khiến bản thân mệt mỏi. Dẫu cho có người đồng cảm với bạn thì người cuối cùng thu dọn toàn cuộc vẫn phải dựa vào bản thân mình. Hãy nhớ rằng có một vài người bạn mà bạn có thể trông đợi, nhưng không thể dựa dẫm. Hãy luôn khích lệ, động viên bản thân, nỗ lực và kiên cường hơn. Trên trời đổ mưa thì đường trơn trượt, tự mình ngã thì cũng phải tự mình đứng dậy. Con đường của mỗi người đều do mình tự bước đi. Buồn hay vui, đau khổ hay hạnh phúc, thành công hay thất bại là do thước đo bạn tự lựa chọn cho tâm hồn mình. 4. Bất kỳ ai cũng không thể thay thế bản thân bạn. Đừng cứ vương vấn mãi chuyện cũ, đừng níu kéo mãi không buông. Khi bị người khác coi nhẹ, cũng đừng thương tâm. Mỗi người đều có cuộc sống của bản thân mình. Họ chỉ có thể bầu bạn với bạn trên một chặng đường nào đó mà thôi. Dẫu cha mẹ thương con cũng không thể ốm thay hay chịu đau khổ thay con. Ai có thể đi cùng với bạn tới tận cuối con đường? Đừng đánh giá địa vị của mình trong lòng người khác là quá cao. Chúng ta chẳng thể giữ được người vẫn muốn bước chân đi. Cũng chẳng thể gọi người đang giả vờ ngủ thức giấc. Người không thích bạn chẳng thể rung động và đồng điệu với bạn. Ai cũng mong muốn một kiếp nhân sinh hoàn mỹ, nhưng trên thế giới lại không có thứ gì hoàn thiện tuyệt đối. Mặt trời hễ chiếu đến cõi thế gian sẽ lập tức nghiêng về phía tây, trăng tròn thì lập tức sẽ khuyết. Vậy nên có thiếu sót và nuối tiếc mới có sự vĩnh hằng, không viên mãn mới gọi là kiếp nhân sinh. Kỳ thực thì cảnh giới tốt đẹp nhất chính là nụ hoa chưa nở hết, là ánh trăng chưa tròn đầy.
Người chịu cúi đầu thì vĩnh viễn không đụng vào cửa, chịu nhường bước thì chẳng bao giờ phải lùi bước. Người theo đuổi sự không hoàn thiện mới có cảm giác thỏa mãn. Người biết trân trọng hạnh phúc mới có thể cảm nhận được hạnh phúc thực sự. Mỗi người chỉ sống được một lần trên đời với những người thân yêu và bạn bè ở kiếp này, có thể kiếp sau chẳng còn duyên gặp lại. Vậy nên hãy sống chân thành, thiện lương và bao dung với mọi người và với chính bản thân mình, mới có thể tận hưởng ý nghĩa của cuộc sống. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đời mỗi người đều phải trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Sẽ có những lúc người ta vui sướng tột độ, hạnh phúc tới mức cảm thấy như đang bước trên mây, và tất nhiên cũng không thể tránh khỏi những lúc đau buồn tuyệt vọng, như thể đất dưới chân đang sụp đổ, ngày mai sẽ là tận thế. Nếu không biết cách điều tiết cảm xúc, người ta có thể gây ra những hành động dại dột không cách nào vãn hồi được. Vì vậy, việc quan trọng nhất mỗi khi cảm thấy chán chường chính là suy nghĩ tích cực để bản thân không rơi xuống đáy vực thẳm. Hãy luôn ghi nhớ 8 điều dưới đây để vượt qua ngày bão tố và có thêm động lực tiến về phía trước. Thứ nhất là chẳng có chặng đường nào trải bước trên hoa hồng. Có đôi khi bạn gặp phải khó khăn cùng cực, nhưng đó chưa hẳn đã là điều xấu. Hãy biến mọi nguy cơ trở thành động lực để có thể mạnh mẽ tiến về phía trước. Có những loại khó khăn khiến ta bị tổn thương, nhưng đồng thời cũng giúp ta thay đổi và trưởng thành hơn. Đừng cố kháng cự hay trốn tránh những khó khăn ấy, bởi chẳng ai có thể sống một cuộc đời mãi mãi là một đường thẳng. Nếu không trải qua những ngày mưa gió bão bùng, người ta sẽ chẳng bao giờ biết trân quý những ngày rực nắng. Thứ hai là tất cả mọi khó khăn, thử thách chỉ là tạm thời. Sau cơn mơ trở lại sáng, nếu ngày mai không quang thì ngày kia ắt sẽ phải tạnh. Hãy biết tìm kiếm và nắm bắt cơ hội trong mọi khó khăn, bởi tất cả mọi việc trước mắt đều chỉ là tạm thời mà thôi. Dừng ngay việc chỉ trích bản thân và mãi đắm chìm trong thất bại, lại tất cả mọi vết thương đều sẽ được chữa lành theo thời gian. Thứ ba là oán thán cũng chẳng thay đổi được gì khi rơi vào tâm trạng tồi tệ. Người ta thường có xu hướng tự trách bản thân hoặc oán thán kẻ khác. Tuy nhiên, cho dù có ngồi dằn vặt cả ngày thì cũng chẳng thay đổi được vấn đề gì. Mọi việc đã xảy ra rồi, không có cách nào vãn hồi được. Thay vì cứ mãi ủ rũ, hãy tạo cơ hội cho bản thân bằng cách bắt tay vào hành động để sửa chữa lỗi lầm. Thứ tư là mỗi lần thất bại đều là một bài học quý giá. Khi bạn vấp ngã, trên cơ thể bạn sẽ lưu lại những vết sẹo. Nếu mỗi ngày bạn lại bới móc vết thương ra để than khóc, nó sẽ chẳng bao giờ khép miệng được. Ngược lại, khi bạn biết cách tạm quên nó đi và điều trị đúng cách, chẳng mấy chốc vết thương dù có lớn mấy cũng sẽ phải lành. Tới lúc ấy, vết thương sẽ không còn đau nhức nữa, mà chỉ còn là một vết sẹo mờ nhạt. Đó không phải là thất bại, mà là minh chứng cho ý chí kiên cường của con người, đồng thời cũng là một biểu tượng của sức mạnh, cho thấy bạn đã chinh phục được nỗi đau và biết cách vượt qua nó để hướng tới tương lai. Thứ năm là phải nếm qua cay đắng mới cảm nhận được ngọt bùi. Ai cũng có một đích đến cho riêng mình, và trên con đường chạy về đích ấy, người ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách cam go. Bạn không được thành công chớp mắt không có nghĩa là bạn mãi mãi chẳng thể bước tới đỉnh vinh quang. Nếu chẳng may bị vấp ngã, bạn hãy mạnh dạn đứng dậy và bước tiếp. Cần phải biết cách buông bỏ những đau thương, bạn mới có thể nhẹ gánh tiến lên mà không phải lo lắng e sợ bất kỳ điều gì. Nếu xưa từng nằm trên bàn chông, người ta sao có thể cảm nhận được giường đẹp êm ái đến mức nào? Thứ sáu là đừng bận tâm đến những phản ứng tiêu cực của người khác. Nếu bạn chẳng may phải sống giữa một tập thể chỉ toàn nhìn thấy điều tiêu cực, hãy tỏ ra thật tích cực. Đừng vì người ta cố dìm mình mà tự chìm xuống, trong khi bạn hoàn toàn có khả năng ngoi lên khỏi mặt nước. Cũng đừng gục ngã bởi người ta sẽ nhân cơ hội chà đạp bạn không thương tiếc. Bất luận bạn là người ưu tú đến đâu, người ta vẫn luôn bới móc được những khuyết điểm đời bạn. Thế nên cách tốt nhất là hãy mỉm cười đáp trả bằng cách vượt hẳn lên họ. Thứ bảy là chuyện gì phải đến ắt sẽ đến. Chuyện cần đến, nếu hôm nay không đến thì ngày mai không đến, thì ngày kia ắt sẽ đến mà thôi. Khi đi lạc đường, bạn không thể cứ đứng yên một chỗ chờ người đến cứu, bởi bạn có thể chết đói ở đó. Hãy cứ tiến về phía trước, bạn sẽ tìm được nhiều thứ hữu ích hơn, và biết đâu đấy bạn lại mở được một con đường mới thì sao? Thành công không bao giờ mỉm cười với những người suốt ngày sợ sệt, nó sẽ chỉ đến bên những người biết nắm bắt cơ hội mà thôi. Thứ tám là thay vì ngồi than khóc, hãy mạnh dạn đứng lên. Bạn cứ ngồi than khóc từ năm này qua năm khác cũng sẽ chẳng có ai chạy đến bù đắp tổn thương cho bạn.
Bởi trên đời này căn bản là không có ông Bụt đâu. Hãy tự tìm cho mình những niềm vui nho nhỏ, thiết lập những kế hoạch và tạo ra động lực mới để có thể yêu đời trở lại. Cốc nước đầy một nửa hay phơi một nửa là do cách nhìn nhận của mỗi người. Cuộc sống vui tươi phơi phới hay là bế tắc tuyệt đối cũng là chỉ do suy nghĩ của chúng ta mà thành thôi. Vâng, thưa quý vị, sống ở đời cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng được như ý hay chỉ ngập tràn những niềm vui vẻ hạnh phúc. Đôi khi ta trải qua những cảm giác đau buồn vô vọng đến mức bản thân gục ngã. Có người khi gặp phải nghịch cảnh ở đời thì mất hết niềm tin, buông xuôi phó mặc số phận. Có người càng bất hạnh, càng gặp nghịch cảnh thì động lực vươn lên trong họ lại càng lớn. Những cay đắng trong cuộc đời họ sẽ coi là bàn đạp để tự mình bật ra khỏi vũng lầy dưới chân mình. Trong cuộc đời luôn có những điều tiếc nuối không thể quay lại được, luôn có những việc ngoài ý muốn không thể làm khác được. Cuộc sống có quá nhiều tình huống bất đắc dĩ, quá nhiều việc con người buộc phải chấp nhận thuận theo tự nhiên. Gặp khó khăn ở đời, chúng ta nên học cách lạc quan, vui vẻ đón nhận, đừng để cho những việc vặt ảnh hưởng đến hạnh phúc của bạn, đừng để cho áp lực ảnh hưởng đến tâm tình, đừng để cho cảm xúc làm mất đi nụ cười trên môi. Trời cao vốn dĩ rất công bằng, khi một cánh cửa đóng lại, thì nhất định một cánh cửa khác sẽ mở ra cho bạn. Nếu như ông trời nhất thời không để ý đến bạn, con đường phía trước trở nên bế tắc, vậy thì chúng ta hãy tự vẽ một cánh cửa cho riêng mình. Chỉ cần giữ được sinh mệnh, thì hy vọng vẫn còn ở phía trước. Dù ước muốn trở thành bạn, cũng đừng nên vội khép cánh cửa tâm hồn. Đời người cũng không lâu dài như chúng ta tưởng tượng. Với mỗi lần tiếc nuối, thời gian còn lại ít đi, rồi cứ mỗi lần chần chừ, thời gian sẽ không còn nữa. Cuộc đời mỗi người không có điều gì là tuyệt đối, chẳng ai may mắn cả đời, và chẳng phải lúc nào bạn cũng là người đau khổ. Con người hơn nhau chính là ở chỗ có được một nhân sinh quan tích cực để vượt qua sóng gió, biến nỗi buồn thành niềm vui, biến nguy thành an. Đó chính là sức mạnh của sự lạc quan. Thử thách cuộc đời không thể tránh được, chỉ cần bạn luôn có tinh thần nỗ lực, luôn nghĩ đến mặt tốt của mọi việc, tích cực trong mọi lối suy nghĩ, bạn sẽ có thể làm chủ vận mệnh, biến hóa cuộc sống theo ý mình. Helen Keller từng nói, hướng về ánh nắng, bạn sẽ không nhìn thấy bóng tối. Quả thực, quan điểm sống lạc quan tích cực chính là ánh nắng ban mai soi rọi trong trái tim mỗi người. Con người khi biết cách lựa chọn mới có thể hạnh phúc, biết cách hào phóng mới có thể vui vẻ. Khi chúng ta biết cách chấp nhận áp lực sinh mệnh, mới có thể trở nên kiên cường. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, chẳng chờ đợi một ai. Đừng nóng vội để cho tâm già cỗi. Dù cho trời đất chuyển rời, vẫn luôn như ánh mặt trời, tâm hồn tươi trẻ, ung dung tự tại, vượt qua mọi sóng gió cuộc đời. Kính thưa quý vị và các bạn, là con người sống trên đời, chúng ta không ai có thể thiếu được những người bạn, có người đồng hành cùng ta trên chặng đường dài, có người chỉ đi chung một đoạn đường ngắn rồi chia xa. Ở đời ai cũng mong sẽ có người hiểu được mình để có thể cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Chọn đời người có thể trở thành tri kỷ trong đời bạn không nhất thiết là người hoàn hảo. Chỉ đơn giản họ có thể lắng nghe được trái tim, thấu hiểu từ sâu thẳm tâm hồn bạn. Người đó có thể nhìn thấu tất cả mọi điều trong tâm tư của bạn dù bạn chẳng hề bộc bạch ở trước mặt họ. Bạn giống như một vật trong suốt, người đó có khả năng hiểu được bạn đang nghĩ gì, thích gì, yêu gì. Khi ở bên họ, bạn sẽ luôn có cảm giác thoải mái nhẹ nhõm, không vướng muộn phiền lo lắng. Hơn nữa, lại cảm thấy rất an toàn. Dù không thể gặp được bạn, họ cũng sẽ quan tâm đến tình hình của bạn thông qua việc nhắn tin hoặc gọi điện, không quên dặn dò bạn hãy giữ gìn sức khỏe. Họ sẽ không để bạn cảm thấy cô đơn buồn chán. Thỉnh thoảng họ sẽ gửi những tin nhắn hài hước giúp bạn vui vẻ hơn. Khi đi bên bạn, họ sẽ không để cho bạn cảm thấy khoảng cách giữa hai người. Bạn sẽ chỉ cảm nhận được tâm hồn của hai người hòa quyện với nhau. Mỗi lúc tâm trạng của bạn không ổn, họ sẽ kiên trì an ủi bạn, kể những chuyện hài hước làm bạn vui hơn. Với những chuyện buồn mà bạn gặp phải, họ sẽ không bao giờ nói lời tổn thương bạn, thay vào đó họ dỗ dành, đưa ra những lời khuyên giúp bạn khắc phục khó khăn. Nhờ đó bạn học được cách kiên cường dũng cảm đối mặt và vượt lên nghịch cảnh. Người hiểu bạn là người lý giải được nỗi lòng của bạn, đó chính là người cảm thông, có tình yêu thương đối với bạn. Dù trong tình huống nào, bạn vẫn luôn cảm nhận được người đó ở bên cạnh. Khi bạn vui, họ cũng sẽ vui lây, cùng chia sẻ vui với bạn. Khi bạn buồn phiền, họ cũng sẽ buồn cùng bạn, nhưng sẽ không tùy tiện nói ra mà sẽ cố gắng giúp bạn giải trừ phiền não.
trong cuộc đời để có thể gặp được người hiểu bạn vốn không phải là điều dễ dàng. Con người không thể cưỡng cầu mà có được, vẫn phải tuân theo định luật tùy duyên của cuộc sống. Nếu gặp được người thấu hiểu mình, nhất định phải biết trân trọng và giữ lấy. Người hiểu bạn, nhất trái tim của họ sẽ cũng luôn hướng về và mãi ở bên cạnh bạn. Họ không ồn ào vồn vã, chỉ lặng lẽ lo lắng và che chở cho bạn. Họ sẽ dùng hết sức lực không để cho bạn chịu bất kỳ tổn thương nào. Tình yêu họ dành cho bạn tuy âm thầm lặng lẽ, nhưng là tình cảm chân thật xuất phát từ con tim vốn thực sự hiểu bạn, nên họ sẽ không bao giờ nói những lời sáo rỗng đầy mật ngọt để lừa gạt bạn. Họ không dùng lời nói mà sẽ minh chứng bằng hành động. Họ sẽ cùng bạn thỏa thích chia sẻ khoảng thời gian vui vẻ của hai người. Hạnh phúc không phải cuộc chạy đua để nói ai đến trước là sẽ là người chiến thắng. Nếu chưa gặp được người hiểu mình, hãy không ngừng hoàn thiện bản thân và kiên trì chờ đợi bạn nhé. Hy vọng mỗi chúng ta hãy biết trân trọng nếu may mắn gặp được người thấu hiểu trái tim. Và như thường lệ, trong phần cuối của bài chia sẻ ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe truyện ngắn có tựa đề Ngôi nhà ẩm mốc của tác giả Nguyễn Thái Sơn. Hai lần tôi về quê để xin gã Tùng nhà hàng xóm cho chuộc lại ngôi nhà và mảnh vườn mà trước đây tôi đã bán để có tiền cho con mua nhà thành phố, bán như sự ruồng bỏ đầy bản năng với quá khứ nhọc nhằn để đến với nơi văn minh tiến bộ hơn. Nhưng thật ngậm ngùi, cả hai chuyến đi ấy đều không thành công bởi gã hàng xóm của tôi rất lạ, không như người khác mua để đầu cơ, mở rộng thổ cư, mua để làm của hồi môn cho con. Gã Tùng mua nhà đất của tôi rồi để đấy, dăm bữa nửa tháng mới tới thăm căn nhà cấp 4 lập ngói sông cầu cũ kỹ như thăm cái miếu hoang, cỏ tốt ngập vườn. Chích ao hai sào màu mỡ trước kia mỗi vụ đã cho tôi hàng tạ cá, vậy mà bây giờ để bèo phủ kín. Lần thứ nhất tôi đặt vấn đề, mua nhà đất mà chẳng để làm gì. Ông cho tôi chuộc lại, lời lãi bao nhiêu tôi xin chịu. Tùng cười khà khà, chỉ xuống ao, ông nhìn xem có đẹp không. Tôi nhìn theo tay gã, mặt ao lung linh tím ngất một màu hoa đàn chuồn chuồn ớt bay lượn dập dờn. Có chú bói cá màu lông sặc sỡ như sắc cầu vồng xòe đôi cánh bay vút lên cao. Đúng đẹp thật, tôi thành thực gật đầu. Gương mặt gã giãn ra đầy vẻ tự mãn. Tôi để vì thế đấy nên không có chuyện mua đi bán lại đâu. Như người bức hụt, mặt tôi tái đi. Có lẽ câu nói còn hai từ về đi mà gã hàng xóm giữ lại trong đầu, không muốn nói ra. Lần thứ hai, Tùng dẫn tôi đi dọc đường làng khá làm như tôi đã quên hết, không nhớ gì đến cái làng rạch. Gã chỉ nhà thằng Giản, ông thấy hoành tráng không bốn tầng có sân thượng lập tôn lạnh, làm bằng tiền bán ruộng đấy, tiền nhiều vàng lắm đổ lại hai thằng con đều nghiện. Gã đánh tay sang nhà bên cạnh, còn đây là nhà bà cư có độc một cô con gái lại lấy chồng Tây. Cô làm nhà to vật vã để cho mẹ già ở cứ như cún giữ nhà đợi hai năm một lần thằng rể xứ người về thăm. Tùng cứ nói vanh vách như hướng dẫn viên du lịch, không cần biết tôi có nghe hay không. Đi đúng một vòng về lại cái ao bèo, gã hỏi, ông thấy làng ta bây giờ ra sao? Còn chỗ nào như chỗ này không? Tôi bảo, như phố, không còn chỗ nào như chỗ này cả. Gã vỗ tay khoái trá, đúng thế, khu này là một bảo tàng vô cùng quý hiếm. Tôi nhận ra trong đáy mắt gã hàng xóm ngời lên sự mãn nguyện. Lúc ấy không phải thời cơ cho tôi nói đến chuyện chuộc lại ngôi nhà. Buổi trưa gã mời tôi ở lại ăn cơm, thực đơn có món ốc nhồi nấu chuối xanh ngon đến lân đậm. Cả mình mẩy định hết chén rượu khai vị, tôi sẽ nói khó với gã về mục đích chuyến đi của mình. Nhưng như biết tâm trạng tôi, gã đứng phắt dậy, cánh mũi phập phồng, ốc tôi vớt từ cái ao bèo lên đấy. Rất cảm ơn ông khá. Tùng nói thế khác gì bịt miệng đối tác. Tôi đành im lặng ngẫm ngợi lời cảm ơn nhạt thích. Tôi chuyển đến thành phố ở với con trai sau ngày cô con gái cả theo chồng về Huế. Sáng ấy, sương răng có tiếng vạc vọng tao tác trên bầu trời mà không nhìn thấy. Tôi đứng dưới sân, ngước lên mường tượng ra những chú vạc có cái cổ dài, chân duỗi thẳng đang miết mài vỗ đôi cánh rộng. Có lẽ lúc đó lũ vạc mới kết thúc bữa ăn đêm, đang bay về tổ. Liên tưởng đến sự ra đi của mình như ngược với hành trình của vạc, lòng tôi bỗng nhiên chịu nặng. Dũng, con trai tôi, giục cậu lái xe bấm còi, giật mình thoát khỏi tâm trạng như mộng du. Tôi bắt tay chào từ biệt gã hàng xóm, người chủ mới của ngôi nhà. Xe chuyển bánh, bờ tre cánh đồng nơi con nấm mộ vợ tôi mở dần rồi khuất hẳn trong màn sương trắng đục. Nhà của con tôi giống hệt mấy nhà cùng phố. Tầng 1 có phòng khách, phòng ăn và công trình phụ. Tầng 2 có 3 phòng khép kín vừa đủ cho gia đình 4 người.
phòng của vợ chồng, phòng riêng của hai cô con gái. Hết mấy ngày háo hức với phố phường, con trai tôi nói như đùa, ông trời là chính, thấy tiện thì cắm cho cái Huế nồi cơm, còn mọi việc cứ mặc vợ chồng con. Huế là tên đứa con gái lớn của nó. Một ngày, hai ngày rồi một tháng trôi đi y lời con trai. Ngày tôi làm mỗi việc cắm nồi cơm điện, sau đó thì ngồi thấy đau mình mẩy thì nằm xem phim giả sử Trung Quốc, đợi con cháu về. Người tôi cứ u uất, dẫm dứt như kẻ bị cầm tù, nhớ ngôi nhà cũ, nhớ mùi bùn đất của ruộng vườn. Tôi không sao ngủ được, gần sáng thức dậy đợi nghe một tiếng gà gáy mà chỉ thấy âm thanh tàu xe đinh tai nhức óc. Biết tâm trạng tôi, một tối con trai bảo, ở quê ai cũng gần gần thân tình, ở đây thì khác, nhà nào biết nhà nấy, nhưng bù lại có nhiều sân chơi tao nhã thanh cao, có câu lạc bộ thơ văn, minh lịch sự của câu lạc bộ khiêu vũ, khỏe khoắn trường thọ có câu lạc bộ dưỡng sinh. Bố thích vào câu lạc bộ nào thì đăng ký tham gia cho vui vẻ hóa đông. Tôi bật cười, cả đời bố bám đít con trâu quên cả mặt chữ. Bây giờ anh lại khuyến khích bố làm thơ nhảy nhót khoa chân múa tay thì khác gì giễu bố cho thiên hạ cười. Khu này phố mới lên phường vẫn còn lác đác những thửa ruộng hoang. Vợ chồng anh thuê lấy một mảnh để bố trồng rau. Khi không còn sức nữa bố vào câu lạc bộ 6 tấm. Nghe tôi nói 6 tấm là cái quan tài, nên đứa nào cũng dần dần nước mắt. Con trai tôi lắc đầu, ruộng ấy bây giờ đều là thổ cư, người ta chuẩn bị làm nhà hoặc đợi lên giá rồi bán, không ai cho thuê đâu bố ạ. Cô con dâu đột ngột hoan hỉ, hay bố đi câu. Con trai tôi mừng quá, đúng thế mà không nghĩ ra. Hôm nào con cũng thấy bác Hoạt nhà cuối phố xách cái xô tòng teng đạp xe đi câu, mai còn dẫn bố sang làm quen để bố đi câu cùng bác ấy nhé. Nhớ đến cây ao có những con rô phi háu đói tranh nhau miếng mồi, tôi gật đầu. Hoạt bằng tuổi tôi, là dân bản xứ, tính tình khôi hài, bổ bã. Gã tự chào, xưa kia tôi là gã nông, nay nhờ bán đất hóa, dân thị thành, không còn cuốc, không còn cày, đi câu cho đỡ nhớ đồng, nhớ sông. Hôm đầu tiên theo gã hàng phố đi câu, tôi có chắc mầm sẽ ngồi dưới tán cây, rồi thả câu ở cái hồ hoặc khúc sông nào đó, có gió nồm mơn man. Không ngờ đang đi giữa phố, gã phanh xe ken két. Dừng lại, hôm nay ta câu ở đây thôi. Tôi bóp phanh xe đạp, chống chân xuống đất, nhìn dọc nhìn ngang, chỉ thấy nhà cửa san sát, chẳng thấy dòng sông hay cái hồ nào. Ngạc nhiên, tôi hỏi, ở đây thì câu cái gì? Gã Hoạt tiến bên đường, cậy cái nắp cống, đặt sang một bên. Mùi hôi phả ra nồng nặc, gã khua tay, bịt mũi lại, mùi khó ngửi hết. Ngay thôi, dưới đó bộn cá đấy, lạnh cả người, muốn bỏ cuộc, nhưng lại tò mò. Tôi mắc bồi, câu thử. Gã Hoạt nói, đúng, dưới đó rất nhiều cá. Hai chúng tôi thi nhau dẫn câu nhanh nách, quên cả thời gian. Gần trưa, được đầy một xô rô đồng và chê ta đen chuỗi. Tôi bảo, cá này thì vứt đi chưa, ăn sao được. Gã hàng phố nhăn mặt, ông vứt đi thì cho tôi. Mình không ăn có người khác ăn. Tôi mang ra chợ bao nhiêu cũng hết, mà giá còn bằng cá quả đấy. Tôi lắc đầu, nếu không biết nguồn gốc ở đâu, rô này mà nấu canh cải, trên này mà om mẻ, thì còn gì bằng. Hoặc gật, đúng thế. Nhưng báo để ông biết, mẻ bán ở chợ đầy rồi chứ không phải sâu mẻ như con mụ bán hàng khô nói đâu thế. Mai ta câu ở đâu? Tôi hỏi nhanh cho quên đi hình ảnh xác xúc vật thối giữa có giỏi chợt hiện trong đầu. Gã Hoạt đắc chí, cũng chỗ thế này, nhưng ở trong công viên mát lắm. Mấy ngày nữa mới quay lại đây. Chờ cá, rất khôn. Cứ câu liên tục chúng không bắt mồi đâu. Tôi theo gã hàng phố đi câu đúng. Một hôm ấy không như đã nói với con. Cuối cùng thì tôi vẫn phải chọn câu lạc bộ dưỡng sinh để tham gia như một nhu cầu không thể thiếu. Thời gian trôi đi, tôi đã quen với cuộc sống phố thị. Không đi câu với gã Hoạt, nhưng gã lại là người bạn gần gũi và thân thiết nhất, luôn làm tôi phải kinh ngạc vỡ òa về phố xá. Mới có hơn 10 ngày khu phố đã có đến 3 con nghiện ma túy chết. Trên xe tang đều cài những vòng hoa trắng, lời điếu giống hẹp nhau. Có lẽ ông trưởng khu chỉ thay một vài chi tiết cho dâu ông nọ khỏi cắm. Cầm bà kia, vì đời ba con nghiện ngắn quá, chưa kịp tạo dựng gì ngoài dòng trích ngang tên tuổi của mình. Đám thứ ba, tôi đi đưa tang thì gặp Hoạt, gã đội chiếc mũ vải rộng vành phỡn phờ như đi hội. Tôi trách, đám tang chứ có phải đám cưới đâu mà ông hớn hở thế. Gã lột cái mũ ra, rồi lau mồ hôi. Thằng này gọi tôi bằng bác, cả họ đã đợi ngày hôm nay 6 năm rồi, mong cho nó chết.
bây giờ lại khóc thì là nước bắt cá sấu đúng không ông? Tôi không biết nói thế nào với gã hàng phố, đành phải gật đầu. Nắng chang chang, con đường ra tận nghĩa địa rích rắc ngoằn ngoèo, chạy giữa hai dãy nhà cao tầng, có chỗ chỉ rộng đủ cái xe tang. Đoàn người đi chen chúc như trong chín hào, nóng hầm hập, phải đến hơn một giờ xe tang mới đến được nghĩa địa ở sườn quả đồi thấp thoáng đãng và lồng lộng gió. Đám tang dừng lại nghỉ trước khi hạ huyệt. Ông lên đây, tôi bảo gã Hoạt, ghé vào tay tôi. Tôi theo gã ngược lên đỉnh đồi, len lỏi qua những ngôi mộ xây với đủ kích cỡ, kiểu dáng chật như nêm, tới khoảng đất vuông có tường bao quanh. Hai ngôi mộ xây chưa hoàn thiện, hoặc ngồi xuống, luồn tay vào khe hở, kéo ra tấm bia đá. Ông xem này, tôi nhìn xuống tấm bia đen có ảnh của Hoạt và những hàng chữ khắc chìm, bùn rùn cả người. Tôi hỏi, ông đã chết đâu mà phải thế này? Hoạt cười, vài năm nữa ở đây, chỗ chôn đứng cũng chẳng còn. Tôi mua đất này quy hoạch cho hai vợ chồng tầm nhìn đến 2020 đấy, trả bù cho quê. Vợ tôi đang nằm một mình một cánh đồng. Tôi so sánh khá, Hoạt giấu lại cái bia vào khe mộ. Nhà quê thì nó làm gì? Mấy ngày mơ khu phố như cái rốn nước, dồn đến đường hóa thành sông. Tôi đang ngồi một mình thay logo trên những chai lọ mà con dâu mang từ cửa hàng mỹ phẩm của nó về, thì gã Hoạt bỉ bõm lội sang, dựa cái ô vào tường. Gã nói, mắt thì ra có công ăn việc làm thảo nào kín tiếng thế. Tôi thành thật, con nó mang về toàn kèm với phấn, nói công ty thay logo nên nhờ bố lột cũ dán mới, chứ công ăn việc làm gì đâu. Gã Hoạt cúi xuống nhặt cái tem tôi vừa bóc ra, xăm soi, cười mỉm, đúng là gã thợ cày. Nó thay tem nhãn khác để bán hàng tồn kho quá hạn đấy ông. Xem cái này hết hạn cách đây gần một năm rồi. Mặt tôi nóng dần, giật, chắc đã đỏ lên như tên ăn trộm bị bắt quả tang. Nhưng Hoạt tỉnh bơ, đã buôn bán thì phải thế, áy náy làm gì? Rồi gã chuyển giọng, nghe nói ông đang tính chuyện về quê. Tôi ngỡ ngàng, ai bảo ông thế? Sau hôm cháu tôi mất, thằng Dũng sang, tôi nhờ quy hoạch cho ông một chỗ trên đồi nghĩa địa, bảo rằng cho tiện hương khói. Nhưng cách đây khoảng 3 tháng nó đến xin lại tiền, nói bố cháu không có nhu cầu nữa, thì tôi suy ra thế. Tôi định nói với gã Hoạt lý do mơ hồ như đã nói với con trai cáo chết 3 năm quay về núi. Nhưng tâm trạng lúc đó lại đang muốn chia sẻ, và lại gã Hoạt lại rất quái, nó có thể giấu, nên tôi đành thú nhận, đúng, đang có ý định thế thật. Ông chê ở đây cá ô nhiễm, mẹ có giỏi chứ gì đấy không phải là nguyên nhân chính. Thế sao? Đang vui vẻ với con cháu mà lại về. Gã hàng phố truy đến cùng. Tôi rót rượu, nâng chén với gã. Tại cái giường kê ở chỗ kia đấy, tôi chỉ. Gã Hoạt uống gọn chén rượu, chạy lại chỗ chân cầu thang, ngó nghiêng cái giường, đẹp lại chắc chắn thế mà có ma sao? Không, nhưng ông nằm lên thì khác biết. Gã Hoạt nằm lên giường, hết xoay dọc rồi lại xoay ngang, nhận xét, nằm quay đầu vào thì cái trần cầu thang như đè lên mặt, tức tối khó chịu lắm. Còn nằm quay đầu ra thì thoải mái, chẳng làm sao cả. Không thể diễn đạt bằng lời cho gã hàng phố hiểu được, ra hiệu cho gã cứ nằm đấy. Tơ bào, nhà tắm, cởi hết y phục, quấn cái khăn quanh thắt lưng, rồi leo lên cầu thang. Gã hàng phố nhìn lên cười lăn lóc, nước mắt nước mũi trào ra, hiểu rồi, hiểu rồi. Tôi đã nhìn thấy hết chim cỏ của ông mà nhà ông lại có đến 3 người mặc váy nhưng thiếu gì chỗ kê. Tôi không cầm lòng được giãi bày. Khi mới lên, tôi ở cùng phòng với con Huệ, đứa con gái út của vợ chồng thằng Dũng. Nhưng khi cháu Thành thiếu nữ thì không thể ở thế được nữa. Hôm mua thêm cái giường, vợ chồng nó tính đi tính lại. Chúng bảo nhà khách xa vào, nhiều cây ở phòng khách hoặc phòng ăn sẽ làm đảo lộn kiến trúc, khác gì ngầm đuổi người ta về. Chỉ có cây ở chân cầu thang là tốt nhất, nên tôi đành chịu. Gã Hoạt tự rót rượu cho mình. Tớ đúng là bí thật, nhà này có tiền của ông nhưng lại không có chỗ cho ông, vô lý nhỉ. Cô con gái trong Huế lại điện ra, bố đừng ngại gì về tiền nong, vợ chồng con sẽ lo, theo con bố nên về. Lần nữa người ta chẳng nói quá ba ba bận đấy. Sao nghe con, tôi quyết định về quê lần nữa với hy vọng sẽ chuộc lại được ngôi nhà. Nắng ong ong, có tiếng sấm ầm ì phía chân trời báo hiệu cơn mưa sắp đến. Chiếc xe ca lao vun vút, không đầy 3 tiếng đồng hồ tôi đã có mặt ở con đường rẽ về làng. Lúa đang thì, con gái tỏa hương ngậy ngậy, sông đáy hao gầy trơ ra những roi cắt mịn màng lấp lánh. Làng rạch đổi khác từng ngày, các ngõ nhỏ đã đều bê tông hóa.
tôi ngỡ ngàng trước cái ao ngày xưa của mình. Nó không còn lung linh tím ngắt sắc hoa như hôm nào. Nước đã ngầu đen, lều bèo xác bèo thối nhột trên bờ, ngập đầy rác thải. Chú đã về đấy à? Không biết ông trưởng họ đứng sau lưng từ lúc nào, tôi giật mình quay lại. Ông ghé vào tay tôi. Còn gã Tùng thua bạc gần 1 tỷ đồng. Chắc chắn gã phải bán đất này để trả nợ cho nó. Đây là thời cơ chú chuộc lại. Nhưng đừng có dại mà vồ vập để gã có cớ nâng giá. Nghe tôi chú cứ phớt lờ, không nói gì đến việc chuộc lại nhà đất nữa. Gã Tùng chắc khắc phải tìm đến chú ông trưởng họ, kéo tôi về nhà. Xong tôi trào lên hy vọng, thậm chí còn những dự định cho những ngày sẽ về lại ngôi nhà cũ của mình. Tôi chờ 1 ngày, 2 ngày cố ý đánh tiếng cho gã hàng xóm biết tôi đã về. Nhưng không như ông trưởng họ nói, gã Tùng không đến. Cùng lúc đó, có tin gã đã gán nhà đất cũ của tôi cho chủ nợ. Như đứng trên tổ kiến lửa, tôi vội sang nhà gã. Không như mọi lần, gã hàng xóm mặt buồn rười rượi. Tôi đình ninh tất cả những lời đồn đoán về gia đình gã là đúng, nên nôn nóng hỏi ngay. Đã 2 lần tôi về xin ông cho chuộc lại nhà đất, sao bây giờ ông lại bán cho người khác? Gã Tùng nhìn tôi đầy vẻ bực bội, móc chùm chìa khóa đặt trước mặt tôi. Chìa khóa đây, ông cứ đến đấy, ở thử mấy ngày. Nếu thích ngôi nhà ấy, sẽ về lại với ông. Chứ chưa muộn đâu. Tôi sững sờ, không sao hiểu được hành động của gã hàng xóm, mà cũng chẳng dám hỏi. Những người bị thôi miên còn chỉ biết đưa tay với chồm chìa khóa. Không có từ ngữ nào diễn tả đúng được tâm trạng tôi lúc đó, mừng mà lại lo, háo hức nhưng âm ấp, hồi hộp tò mò. Tôi đi như chạy đến ngôi nhà cũ của mình, run run mở khóa. Sau tiếng kẹt kéo dài, cánh cửa mở tung, mùi ẩm mốc, hôi hám phả ra như vừa xả bình ga điện đã bị cắt. Tôi bước vào nhà, mở nốt các cánh cửa còn lại. Trước mắt tôi hiện ra không phải là cái nền nhà, mà là một mảnh đất hoang ngổn, ngang xương động vật, lõi ngô, vỏ hoa quả thối, mà lũ chuột lôi về không chần chừ. Tôi bắt tay ngay vào quét dọn, chuẩn bị chỗ ở cho mình. Tối nhập nhoạng công việc cơ bản hoàn tất, tôi sang nhà ông trưởng họ, nuốt vội 8 cơm, mượn chăn màn và chiếc đèn ắc quy, rồi về lại căn nhà cũ của mình. Đêm đầu tiên, có lẽ vì lao động mệt mỏi, nên tôi chìm vào giấc ngủ rất nhanh, không hề mộng mị. Đêm thứ hai, khi ở nhà ông trưởng họ về, thì trời đã khuya. Vậy mà tôi không sao ngủ được, bởi tiếng chuột chạy rình rịch trong nhà. Gần sáng, vừa thiếp đi, bỗng có tiếng động làm tôi thức dậy. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ mờ mờ, tôi xoay người nhìn về phía có tiếng kéo kẹt, như đưa võng. Người tôi tự nhiên lạnh toát cứng đơ, bởi ngay trước mắt hiện ra một bà già tóc bạc trắng tả tươi đang oằn mình giãy giụa với sợi dây thừng treo trên xà nhà. Tôi muốn kêu lên, mà miệng cứ cứng lại, muốn với cái đèn ắc quy mà tay nặng như đá. Không biết ở trong trạng thái ấy bao lâu, tôi tỉnh lại, mồ hôi vã ra, bóng ma biến mất, thì ra chỉ là cơn ác mộng. Đêm thứ ba, trăng non, gió mơn man, hàng cây vườn nhà xào xạc. Tôi đi ngủ sớm, mong bù lại đêm trước, gần như thức trắng. Nhưng ngôi nhà cũ của tôi ban đêm mới thể hiện hết vẻ sôi động, náo nhiệt của nó. Muỗi nhiều như chấu, đốt cả qua màn, chuột chảy hàng đàn nô đùa, cắn nhau chí chóe. Rồi bất ngờ, hàng nghìn, hàng vạn con muỗi không biết ở đâu chui ra, làm tôi phát hoảng. Canh hai, có tiếng gà gáy. Lúc ấy, tôi đang mơ màng nửa thức, nửa ngủ, thì lại có tiếng kéo kẹt. Căn nhà rung lên, cảnh tượng y hẹp, đêm qua tái hiện rợn cả tóc gáy. Không còn hồn vía nào, nằm lại. Tôi vùng dậy, lao vội ra sân. Bên tai vẫn nghe tiếng ằng ặc của bóng ma treo cổ trên sàn nhà. Tôi chạy đến nhà gã hàng xóm gấp gáp, đập cửa. Gã hàng xóm ra mở cửa. Thấy ma phải không? Mặt tôi chắc vẫn còn tái mét. Sao ông biết cả 10 đêm tôi ngủ ở đấy? Giờ cũng ù té về. Lúc trời gần sáng thế này, bây giờ ông hiểu tại sao tôi lại bỏ mặc khô nhà cho người khác đổ rác và chuột muỗi đến làm tổ rồi chứ? Tôi gật đầu. Gã hàng xóm kéo tôi vào nhà, lý giải cả làng đã bê tông hóa, chỉ còn ngôi nhà cũ của ông không giống ai, lại hợp với chuột muỗi, nên chúng tìm đến là lẽ thường thôi. Còn bóng ma thì ông giải thích thế nào? Thời tôi ở, có thế đâu? Tôi hỏi. Gã hàng xóm đặt chén nước xuống bàn. Sau cái hôm 2 anh em mình uống rượu ốc, ông đi khoảng 3-4 ngày, thì có bà cụ bên xóm đông đến xin thuê cái nhà ấy. Cô nói ở tạm mấy tháng, trong khi con sửa nhà.
biết là cụ là mẹ Tây Huy, hiện đang là giám đốc sở, nên tôi đồng ý cho bà ở nhờ, mà không phải tiền nong gì cả. Vào thời điểm cụ đến ở được 10, 56 ngày gì đó, hôm ấy mưa rất to, tôi nóng ruột, chạy sang gọi không thấy cụ. Thưa tôi đẩy cửa, bước vào, trước mắt tôi hiện ra cảnh tượng rất rùng rợn. Bà cụ treo cổ thõng thượt trên cái xà nhà, thân xác đã cứng đơ, người tôi run lên bần bật, loay hoay đến 15 phút mới đưa được cụ xuống giường. Khi kéo tấm chăn đắp cho thi thể, tình cờ tôi thấy thư tuyệt mệnh trong thư. Cụ nói cụ chết để chứng minh cụ không lấy trộm tiền của vợ chồng Huy cho cô con gái, như vợ Huy nói với dân làng. Tình huống bỗng đổi khác, tôi nghĩ không thể báo công an mà phải báo cho Huy trước. Tôi khép cửa, rồi vội vã chạy sang nhà anh ta. Tôi nói bà đang ốm cả nhà. Huy ngỡ ngàng, bởi ai cũng nghĩ bà sang nhà con gái lấy chồng ở xã bên chơi như mọi lần. Tôi đi ô tô về nhà cùng Huy. Trên xe chỉ có tôi lái xe và Huy. Tôi thông báo tình trạng thật của bà cụ, nhưng chưa nói đến việc cụ treo cổ. Huy khóc nấc lên xe, đến cổng không dám đưa Huy vào ngôi nhà ấy. Tôi dẫn anh ta về nhà. Tôi đang ở, lúc chỉ còn hai người. Tôi nói qua đầu đuôi sự việc và đưa cái thư tuyệt mệnh của bà cụ cho Huy. Huy ngất đi, phải mất khoảng nửa giờ, anh ta mới tỉnh. Tôi hỏi, bây giờ phải làm thế nào không? Ngờ lúc ấy, Huy lại tỉnh táo đến thế. Anh ta bảo, hết nhiệm kỳ này, tôi lên phó chủ tịch tỉnh. Chuyện này mà lộ ra, thì hỏng hết. Ông hiểu chứ? Bây giờ ông phải giúp tôi hủy mọi dấu vết, treo cổ, tắm rửa sạch sẽ cho cụ, rồi đưa ra xe. Ai hỏi thì bảo cụ ốm, người nhà sang đón về. Còn mọi việc sau đó là của tôi, không liên quan gì đến ông nữa. Gã hàng xóm dừng lại, mở ngăn tủ, lấy ra cái phong bì. Tôi làm đúng theo ý của Huy, và đây là số tiền mà anh ta mua sự im lặng của tôi. Với câu nói, cảm ơn ông đã giúp đỡ tận tình. Hôm nay tôi chia cho ông một nửa, để tôi và ông cùng im lặng. Ông phải im lặng, không những cho Huy, mà cả cho tôi. Vì tôi đang cần gán khu nhà đất ấy cho thằng chủ đề, để trả nợ cho con. Gã đưa cho tôi cái phong bì. Tôi đẩy tay gã ra. Với tôi, ông không cần phải làm thế. Biết ở lại sẽ rất khó xử, tôi đẩy cửa ra về. Gió lành lạnh, trời vẫn chưa sáng. Đường làng vắng lặng, chỉ có ánh trăng hắt cái bóng của tôi xuống mặt đường, mờ nhạt, thấp thoáng. Tôi băn khoăn đứng trước lối rẽ, không biết về đâu. Nhà cũ thì đang như địa ngục, không đủ can đảm bước vào. Nhà ông trưởng họ thì cửa đóng then cài, trời còn quá sớm, không dám gây phiền phức. Tôi đành đi lang thang, chờ trời sáng. Trong đầu đinh ninh ý định, mai sẽ mang trả gã hàng xóm, chùm chìa khóa, rồi về thành phố. Dù có thế nào, nơi ấy vẫn là nơi bình yên nhất của tôi. Vâng, kính thưa quý vị, bài chia sẻ của sách Nói Minh Chết xin được kết thúc tại đây. Hy vọng thông qua những chia sẻ này, quý vị sẽ có thêm cho mình những thông tin và cái nhìn bổ ích về cuộc sống và con người. Nếu quý vị thấy video hay và ý nghĩa, xin hãy cho chúng tôi một like, một chia sẻ. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể lắng nghe thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa, quý vị nhé. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của sách Nói Minh Chiết.